xin chào tất cả các bác nhá. Ở clip này thì em có duy nhất một con lọc Yamaha hàng bãi xịn của Nhật. Đây là dòng model 2031A. Như dòng lọc Yamaha thì có hai đời, một đời là dòng 2031B và một đời là 2031A. Cái con 2031A ấy thì nó là sản xuất tại Nhật, và con này thì nó chạy hai cầu điện, anh em có thể sử dụng điện 100V và 220V. Đó. Thì đối với con của Nhật ấy thì bên trên này cái bảng mặt trên của nó có in luôn cái một cái sơ đồ bảng mạch ở đây. Đó. Và máy của nó thì nó dài hơn cái con B, và bên trong linh kiện nó cũng chất hơn. Có một clip em đã giới thiệu về nội thất cái dòng lọc này cho các bác. Hôm nay thì có một con duy nhất zin đẹp, giá là 3.500.000 các bác nhá. 3.500.000 giá thị trường hiện tại bây giờ, con lọc này nó rơi tầm hơn 4 triệu các bác nhá. Con lọc này thì cái giải quay của nó rất là mạnh, khi anh em cắt chỉ cần nhích một tí thôi là cảm nhận được luôn rồi. Đẹp, nó rất mạnh luôn. Cần gain nhá. Đấy. Thì sử dụng những dòng lọc equalizer anh em chỉ cần chia ra làm 3 giai đoạn. Đây là phần bass này, từ 20Hz đến 125Hz hoặc là 160Hz, dài bass từ 160 đến 1K6, 2K và giải chung từ 2K đến 20K là giải check. Anh em cần chia ra làm 3 giai đoạn như thế, căn chỉnh. Ở đây thì em đang test những cái cần của nó thì ok, hoàn chỉnh hết, không một cái cần nào bị gãy và cũng không có một cái cần nào bị hỏng các bác nhé. Cái cần này của nó còn rất là khít, chặt chẽ. Con này nó ít sử dụng lắm. Dòng lọc của Nhật ấy thì chất âm của nó đem lại cho chúng ta nghe thì rất là hay, chi tiết, sắc nét. Ở đây thì anh em ghép vào những bộ dàn nghe nhạc hoặc những bộ dàn karaoke thì nó tuyệt vời. Khi sử dụng những cần equalizer như thế này thì chúng ta không được xịt bất cứ một cái dầu gì vào. RP7 cũng đặc biệt là không nhá. Nếu như các bác sử dụng mà các bác gọi là tự nhiên các bác muốn xịt vệ sinh các thứ ấy, xịt vào thì nó sẽ hỏng. Các bác phải lưu ý. Ở trong này những cái cần này ấy, bên trong nó đã có dầu bôi trơn rồi, nên chúng ta khi sử dụng chúng ta chỉ cần kéo lên kéo xuống như thế này là nó sẽ mượt, nó sẽ mịn. Không được cho bất cứ một cái gì vào cho bảo hỏng nha. Đó, còn khi chúng ta ấn ở đây, ở đây có chữ EQ này, khi mà ấn vào nó lên đèn xanh như này là chạy qua equalizer, còn khi chúng ta nhả ra như thế này thì nó không chạy qua equalizer. Đó, các bác nhá. Rất dễ sử dụng luôn. Ở phần đằng sau thì có đường 6 ly và đường ca lông 3 chân. Anh muốn cắm đường nào thì cắm. Đấy con nhé. Đấy. Nó chạy điện từ 110V đến 120V, từ 220V đến 240V. Yamaha Made in Japan. Đấy, hàng sản xuất tại Nhật. Ở đây là nó có cái phần công tắc cầu điện. Khi các bác sử dụng, các bác đây là em đang sử dụng điện 220V. Đây mình gạt về 220V. Dùng ở bên Việt Nam thì 220V cho nó tiện. Còn anh em mà thích sử dụng điện 110V thì gạt về 110V. Giá là 3.500.000 nhá. Con này thì em bao zin các bác chọn đời luôn. Đây là số điện thoại của Minh Vũ, giá rẻ nhất quả đất luôn, duy nhất một con. Anh em nào bổ kết thì nhấc máy lên alo cho Minh Vũ nhá. Hôm nay mưa gió bán giá rẻ. Rồi, xin chào tất cả các bác.